Trong suốt thời gian mang thai, mệt mỏi là điều bạn thường xuyên gặp phải. Thế nhưng đi kèm với mệt mỏi là tình trạng bà bầu mất ngủ thường xuyên. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc dùng thuốc và các liệu pháp, bạn có thể thêm một số thực phẩm giúp bà bầu ngủ ngon vào chế độ ăn của mình. 1. Quả bầu. Bầu là một trong những loại rau củ có đặc tính an thần tuyệt vời, nên là loại thực phẩm giúp bà bầu ngủ ngon. Bạn có thể nấu canh bầu, làm bầu luộc chấm mắm kho quẹt. Đây là món ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, bầu còn có khả năng giúp xoa dịu cơ thể, tốt cho sự phát triển và tăng trưởng của thai nhi. Và quan trọng hơn là loại thực phẩm này không hề gây bất kỳ tác dụng phụ nào. 2. Thì là. Thì là vốn được xem là một loại thảo mộc rất tốt cho thần kinh, giúp xoa dịu cơ thể và trí óc nên giúp bạn ngủ ngon. Lá của cây thì là có thể được dùng để nấu canh cá thắt lát, cá diêu hồng nấu ngót, chả cá. Ngoài ra thì còn có những lợi ích về sức khỏe khác như là giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, kiểm soát huyết áp trong thời gian mang thai. 3. Mật ong. Mật ong có sức mạnh an thần tuyệt vời. Một số nghiên cứu còn cho thấy mật ong có tính chất thôi miên giúp ngủ ngon. Thêm mật ong vào sữa và trà có thể giúp xoa dịu tinh thần trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng mật ong với liều lượng vừa phải. Dùng quá nhiều mật ong không phải là một lựa chọn tốt bởi nó có thể làm bạn khó chịu. Tốt nhất, bạn chỉ nên dùng một chút mật ong trước khi đi ngủ thôi nhé. 4. Cần tây. Cần tây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang mang thai bởi nó chứa nhiều sắt và khoáng chất. Ngoài ra, loại rau này còn có tác dụng an thần rất tốt. Bạn có thể dùng một ly nước ép cần tây với mật ong trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó, cần tây còn rất tốt cho hệ tiêu hóa và đem đến cho bạn một giấc ngủ tuyệt vời. Cần tây xoa dịu hệ thần kinh và không có tác dụng phụ. Nói chung, đây là một loại rau rất tốt cho sức khỏe, bạn có thể dùng trong thời gian mang thai. 5. Yến mạch. Yến mạch là một loại ngũ cốc rất tốt cho hệ tiêu hóa cũng như hệ thần kinh trong thời gian mang thai. Với đặc tính an thần, yến mạch giúp bà bầu đi vào giấc ngủ nhanh hơn và hạn chế chứng mất ngủ. Hơn nữa, nghiên cứu còn cho thấy yến mạch có thể chữa chứng đau đầu kinh niên và những căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh khác mà phụ nữ mang thai gặp phải. Loại ngũ cốc này rất dễ tiêu hóa nên là lựa chọn lý tưởng cho các bà bầu. 6. Tiêu lốp. Tiêu lốp hay còn gọi là tiêu lốp, tiêu dài, tiêu Ấn Độ là một loại gia vị được dùng để điều trị mất ngủ khá phổ biến. Ăn loại gia vị này sẽ ảnh hưởng đến thần kinh trung ương nên có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ cơ thể và tâm trí bạn. Những buồn chồn lo lắng của bạn trong thời gian mang thai có thể được giải quyết trong một thời gian ngắn nếu bạn ăn loại gia vị này, dùng ướp thịt hoặc là làm muối tiêu. Tuy nhiên, vì gia vị này rất mạnh nên bạn chỉ có thể ăn một lượng vừa phải và phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm nó vào chế độ ăn của mình. 7. Xà lách. Xà lách cũng có tác dụng an thần rất tốt. Để hiệu quả hơn, bạn nên ép xà lách thành nước và uống trực tiếp. Nước ép xà lách hoặc là ăn salad trộn sẽ giúp xoa dịu hệ thần kinh của bạn. Hơn nữa, xà lách là một loại rau xanh rất bổ dưỡng mà bạn nên ăn trong suốt thời gian mang thai. Không những vậy, xà lách còn giúp lọc máu và tăng cường hệ miễn dịch. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu sẽ áp dụng thành công để khắc phục chứng mất ngủ. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!